giới thiệu cho các bạn con xe đạp điện Panasonic. Con này nó bắt nguồn từ con trợ lực Zin, nhưng mà do cái nhu cầu sử dụng của người Việt Nam mình, họ thích vặn ga, và cái từ xe đạp trợ lực lên tay ga là nó. Không thích trợ lực nữa thì đi lên qua tay ga, vẫn giữ bộ máy nguyên bản hết, chỉ cần đấu vài cộng dây điện là có thể lên tay ga. Nó sử dụng nguồn bằng gì? Các bạn, nhiều bạn vẫn không hình dung được. Mình vẫn sử dụng thay vì xưa giờ, các bạn thấy thường là tay ga mình thường là cho đi bằng bình ắc quy của xe Honda, đúng không? Thì cái độ tuổi thọ và cái hình thức mẫu mã và cái công dụng của nó thì nó thua xa cái thằng đi pin này, nên đồng loạt mình đã cho làm pin hết. Và những anh chị em nào kinh tế yếu, kinh tế ít thì mình mới cho sử dụng bình ắc quy thôi, còn bây giờ là mình sẽ cho đi pin hết, xài bằng pin Lion hết. Những pin pin Lion mình lấy từ những khối pin trợ lực Zin, cell Nhật Zin, tháo ra khi những cái mạch này hư, mình lấy những cái cell ra, mình cân đo đong đếm lại thành một khối nạp cho nó. Những chiếc xe vậy là 8 ampere, tương đương đoạn đường là 25 cây số trên một lần sạc của nó. Nó có bộ báo pin trên thân bình, trên thân. Và anh chị có thể sạc thẳng trực tiếp trên đế cục pin, không phải qua một đế sạc Zin, và cũng không phải cần chở về điện 110, mà mình trực tiếp ghim điện 220 vào điện sinh hoạt của mình luôn qua cái bộ adapter này. Và những anh chị em đi bình ắc quy thì họ gặp cái vấn đề lớn là không thể lấy rời cục pin ra, lấy rời hai cái bình ra để đem lên chung cư sạc, thì nó cũng sẽ có được cái ưu điểm đó. Các bạn có thể tháo rời ra đem lên chung cư để các bạn sạc, tại trong nguyên tắc trong hầm chung cư nó không cho sạc nha các bạn. Nhiều hầm chung cư nó không cho sạc, nó sợ cháy nổ. Các bạn thấy rất tiện. Và đúng cục pin Zin của nó, hình thù nó sao, nơi nằm nó sao, ổ khóa nó sao, nó sẽ không thay đổi gì điều gì hết. Nó chỉ thay đổi cái điểm này và cái điểm báo pin thôi. Và về hình thái của nó không khác một chiếc trợ lực nếu các bạn không nhìn kỹ lên tay lái. Và bắt buộc từ đây mình sẽ cho làm đại trà dòng này, mình hạn chế dòng đi bình ắc quy. Ghi đông môn tăng nhôm, vẫn 3 số cho 3 tốc độ, chuông và bộ tay ga. Đèn 6 led phía trước, vỏ ruột Zin, niềng thép không rỉ của Brigatin và Caminox, càng thắng nhôm và nước sơn Zin nha các bạn. Con này có bộ khóa cổ, khi các bạn gạt qua phải nó sẽ tự động khóa cổ lại, mở. Dàn cốt yên nhôm, các bạn có thể tăng chỉnh chiều cao của người sử dụng ở đây. Vợ mình đi thì mình cho xả thấp yên xuống, con đi thì thả áp yên xuống, mình đi thì cứ nâng yên lên. Yên Zin. Bánh sau vẫn vậy, niềng thép không rỉ của Brigatin và Caminox. Đây là cái bộ báo hơi, hơi đầy hơi yếu nó sẽ báo qua cái nấc đỏ và cái nấc trắng ở đây. Khi các bạn bơm hơi vô thì cái ruột xe của mình nó sẽ đẩy cái miếng trắng đi lên. Bánh xe càng cứng thì nó sẽ càng lấp cái màu đỏ, bánh xe nó càng yếu thì sẽ càng lòi cái màu đỏ ra nhiều. Đó là tác dụng của cái bơm hơi này. Niềng còn rất đẹp của Brigatin. Đùm Shimano 3 số cho 3 tốc độ.
bộ thắng bi. Bố bằng bi không bao giờ thay bố hết. Không có bố để mà thay luôn, chứ không phải thay bố nữa. Đèn thép không rỉ. Phải trình trọng gìn. Cái vỏ xe này có sự phơi nắng nè. Nó sẽ tét. Nó có sự tét. Và mình sẽ cho thay. Thay cái vỏ khác. Đùm phía sau là đùm 3 số của Shimano. Các bạn thấy cái niềng con này còn rất khá. Sơn. Trong đây có bộ tăng sơn tự động luôn. Sơn trùng xe tự động không có cái lực lò xo nó bẫy ngược về. Và cục pin này là cục pin 8AH nha các bạn. Tương đương sẽ là 25 cây số một lần sạc của nó. Mình sẽ test cái phần cơ và phần máy. Căn bản của xe đạp điện, các bạn lưu ý cái phần xe đạp điện nó khác xe điện nha các bạn. Xe đạp điện là nó hỗ trợ các bạn thôi, cho nhẹ thật nhẹ. Và tốc độ của nó không thể nào qua được dòng xe điện. Tại cái nguồn của nó có 24V và động cơ của nó có 250W. Không thể nào các bạn so sánh với dòng xe điện thời nay được. Nó chạy 450 được. Nhưng con này chỉ hao cao lắm 25 km/h. Tắt hết. Các bạn có dặn cũng không ăn thua gì hết. Số 1. Căn bản vẫn là một chiếc xe đạp. Các bạn thấy chân mình đạp đứng bình thường. Nhiều anh chị em vẫn chưa hiểu hình dung được, nghĩ là xe điện này có đạp được hay không. Các bạn nhớ là 70% nó là chiếc xe đạp. Đó là số 1. Đạp rất nhẹ nhưng mà xe đi không nhanh được. Tăng số 2. Nguyên tắc các bạn không phải đứng một chỗ dặn số vậy nha. Trong cái bài hướng dẫn cách sử dụng dàn hộp số này thì mình đã hướng dẫn rồi. Nhưng mà do mình có một tay để mà quay phim á, mình không thể nào dặn số bên kia được. Bắt buộc phải dừng xe chứ đúng nó không có dừng chỗ đó được. Nó dễ tổn hại cái hộp số. Tiếp tục là số 3. Số 3 là số nặng nhất, nặng chân nhất, nhưng mà xe sẽ đi nhanh nhất. Các bạn thấy cả mà khó khăn. Và bây giờ để mình đạp số 3 qua bãi cỏ nha. Các bạn coi mình đạp nổi không. Với điều kiện là mình phải dồn đứng cái người mình lên luôn. Đạp không qua nổi bãi cỏ. Nó quá nặng. Nó quá nặng. Đối với một chiếc xe đạp thường. Để mình thử điện coi như thế nào. Cách thứ hai là chạy máy. Lưu ý phần xe đạp điện, các bạn lên chỉ cần cho một cái chớn để cái chân mình nhấn một phát chiếc xe lăn bánh là các bạn đã lăn, đã tay các bạn vặn ga là đã đi luôn rồi. Các bạn thấy không? Rất đơn giản, rất nhẹ nhàng, không có gì phải phức tạp hết. Và chỉ việc vặn ga thôi, không đạp nữa. Các bạn ngồi một chỗ, các bạn vặn ga là đi thôi. Nó trở về chiếc xe đạp điện. Những lúc lười thì các bạn có thể ngồi một chỗ vặn ga. Đó là cách thứ hai. Và cách thứ ba là cách mình nên khuyến cáo anh em sử dụng: chân đạp, tay vặn ga. Và mình sẽ leo lên cỏ lại cho các bạn thấy. Giờ bãi cỏ không là gì hết. Rồi, có cái chân của mình nè. Các bạn thấy mình không phải nặng nề nữa. Nhưng mà mình leo nó qua một cách ngọt ngào. Do động cơ nó đẩy mình đi hết rồi. Cỏ bên này còn dày hơn nữa. Các bạn thấy quá nhẹ nhàng. Leo qua những bãi cỏ quá nhẹ nhàng. Do động cơ máy kéo mình đó, chứ không phải mình đạp đâu nãy như mình đã thấy rồi. Không thể nào đạp nổi qua cái bãi cỏ. Rồi nhìn cái chân của mình nha. Các bạn thấy có dùng sức không? Không có dùng sức gì nữa hết. Dậm nhẹ là nó đã đi qua rồi. Do máy nó cuốn đi hết. Đó là cái cách hướng dẫn sử dụng dòng xe đạp Nhật bãi. Cách thứ ba này rất là ok. Chân đạp, tay vặn ga.
thì cục pin các bạn đi trung bình khoảng 20-25 cây thì nó có thể kéo cho các bạn thêm 5 cây 7 cây số nữa dưới cách thứ ba này. Và động cơ là đặc biệt là không bao giờ hư bậy. Panasonic rất linh động, không khác với xe đạp thường, không phải là dòng xe đạp điện như các bạn thấy nặng nề khó dắt, hư hỏng thì không chạy được. Riêng anh này là hoàn toàn khác những điều đó. Rồi, cảm ơn các bạn.